Chưa. Cái bài của chúng ta ấy là cái bài mà các em tự học ở nhà ấy. Cái bài đấy tốt nhất các em tự học ở nhà. Trước đi, tại sao mặt hình nó như vậy và tại sao mặt hình này bóng nước? Thế đây là một cái gì? Đây là một cái da làm sao hoàn toàn bình thường, tức là đây chỉ là mô hình thôi. Đây là lúc này hoàn toàn bình thường thì các em thấy rằng cái gì? Đầu tiên là gì? Trên thực tế có những mấy lớp tế bào? Năm lớp. 4 lớp ở lòng bàn tay, bàn chân thì có 5 lớp. Ai bảo 4 lớp? Đưa tay. Ai bảo 4 lớp đưa tay chứ đưa tay. 5 lớp đưa tay. Cả 4 cả 5 đều đúng. Tại sao lại vậy? Chỗ có 4 lớp. Tại vì sao? Đúng rồi, bạn này nói rất đúng. Bình thường ra của chúng ta là sao? Chỉ có 4 lớp thôi. Nhưng riêng ra lòng bàn tay và bàn chân thì là sao? Có 5 lớp thêm lớp sáng, bạn này bạn vừa nói, bạn đã xem cái bài rồi. Tại sao cái số lượng và cái thực bì nó có chút thực bì quan trọng với các em? Vì các em sau này các em muốn học về những cái bệnh khác về tài liệu, các em phải hiểu được là tại sao nó là ở vị trí nào, tổn thương nó ở vị trí nào. Trả dụng đây, đây là cái tổn thương mà ta, đây là cái mô hình của gì? Của cái da thì đầu tiên là gì? Đây là màng đáy, trên màng đáy là lớp gì? Lớp đáy, đúng rồi, trên lớp đáy là lớp gì? Gai. Lớp gai, lớp hạt nào? Gai. Không, cái lớp gai là lớp gì? Lớp hạt. Lớp hạt và lớp sừng. Bây giờ để dễ nhớ hơn thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải suy nghĩ này. Cái lớp trên cùng là lớp gì? Sừng. Lớp sừng đấy là lớp gì? Là lớp chủ yếu là gì? Có sừng rồi không có nhân nữa, đúng không? Nó là cái gì? Tế bào chết của chúng ta. Thế lớp hạt là lớp gì? Tại sao lớp hạt lại ngay lớp sừng? Vì nó chứa các hạt gì? Keratin. Trên đấy có rất nhiều hạt keratin. Và cái nhân làm sao? Nhân của nó dần dần phát triển rồi. Lớp gai là lớp gì? Lớp ở dưới đây người ta cứ vẽ là hình trụ, nhưng thực ra không phải hình trụ. Nhưng các em phải nhớ rằng như thế này. Đầu tiên là lớp gì? Lớp đáy đây, lớp đáy đây thì làm sao? Đó là hình trụ. Sau đấy thì làm sao? Nó sản sinh ra cái lớp gai. À, không nói là cái lớp gì? Đúng rồi, là lớp gai. Là lớp gai là lớp nào? Là cái tế bào của nó làm sao? Còn tương đối lành lặn, tức là nó hình ra rác. Và có các gì? Trên cái gì? Trên cái tế bào, trên màng tế bào của nó là gì? Có các cầu nối nó liên kết lại với nhau. Nhá. Thế thì sau khi mà gì? Nó biệt hóa tiếp thành gì? Nó ăn nhiều cái gì? Chất sừng vào thì nó chứa nhiều cái hạt sừng. Sau đấy từ chất hạt sừng làm sao? Cái tế bào hạt này làm sao? Cái hạt nhân của nó phái chuyển, nó chuyển dần dần thành lớp sừng ở trên. Thế thì da của chúng ta làm sao giữ được cho cơ thể chúng ta, hình dạng của chúng ta như thế này là vì sao? Vì nó, các tế bào nó liên kết với nhau, nó có được đàn hồi nhất đấy, đúng không? Thế liên kết với nhau đấy là bằng cái gì? Bằng chính là trên cái màng của tế bào ấy. Các cái loại tế bào của chúng ta làm sao? Nó liên kết với tế bào xung quanh bởi cầu nối ra vào, đúng không? Cái này hình như học môn học và học giải quyết bệnh là các em biết rồi, đúng không? Bình thường sinh lý là như thế mà, đúng không? Hai cái tế bào làm sao? Nó muốn bám dính với nhau thì nó phải có gì? Có cái cầu nối. Thế thì khi mà một cái bệnh, một cái tác nhân trong nội tạng, tức là kháng thể hoặc là gì? Hoặc là độc tố nó vào, nó làm gì? Đứt mất các cầu nối này ở trên thượng bì thì sẽ hình bọng nước gì? Bệnh da bọng nước trên thượng bì. Nếu nó hình thành làm sao? Ở dưới gì? Trung bì thì nó là gì? Thành thành bọng nước ở dưới trung bì nhé, bọng nước sâu, bọng nước sâu. Thế ở trong bệnh viêm virus mà các em là một trong những cái bài mà các em phải học ấy, tôi nói này để các em dễ nhớ hơn. Viêm virus thì nó có hai dạng là gì? Dạng chính là dạng viêm virus bảy lá, tức là ở người ta kia là loại sâu và loại nông thôi. Đây là loại nông là loại thế nào? Là cái cơ thể của chúng ta, viêm virus là một bệnh, các em phải hiểu rằng là viêm virus là một bệnh da tự miễn, tức là gì? Cơ thể chúng ta sinh ra kháng thể chống lại gì? Các cầu nối ra vào. Thế thì cái kháng thể của chúng ta chống lại gì? Ở phía lớp cầu nối ra vào của lớp tế bào bên trên thì làm sao? Chúng ta đấy gọi là viêm virus và bảy lá. Còn nếu mà chúng ta làm sao? Nó ở phía sâu thì chúng ta gọi là viêm virus gì? Trẻ thông thường. Tôi nói các em nhìn cái hình như này này, đừng nhìn vào tôi. Các em nhìn cái hình này, tại sao đây các em nhìn đấy? Đây là gì?
trên một cái da nhé. Trên da đây là hai cái hình thái thứ nhất tôi sẽ nói. Thì các em thấy rằng là gì, ở đây người ta nói là một cái tam giác là đi xuống đúng không, và một tam giác đi lên. Thì còn ở trong niêm mạc cái tam giác mà màu sẫm này thì lại đi lên, và cái tam giác mà đi xuống này nó nhỏ hơn. Tại sao thế? Đây là lúc biểu hiện của hai cái gọi là đề mô, tức là gọi là mình nói nôm na là hai cái loại cầu nối. Cái cầu nối mà gì, ở da thì cái loại cầu nối loại một ấy thì nó chiếm đa số, nhưng ở trong niêm mạc thì cầu nối loại ba chiếm đa số. Để nói nôm na cho dễ hiểu các em như thế, tức là cầu nối các tế bào ấy, dạng một thì làm sao, nó có nhiều ở da, và dạng hai dạng ba làm sao, nó có nhiều ở niêm mạc. Tiếp đến là tôi giải thích thêm với các em. Thế đầu tiên làm sao, trong các bệnh da mà gì, bệnh vi khuẩn ấy, thì cơ thể sinh ra hai loại kháng thể đầu tiên nó chống vào cái loại gì, chủ yếu loại một, mà không có loại chống loại hai. Nhân lên làm sao, trong da thì làm sao, nó hay bị ở tổn thương ở trên này, còn làm sao trong niêm mạc nó không có tổn thương, hoặc là rất ít tổn thương là như vậy. Còn ở loại thứ hai làm sao, nó chống làm sao, nó chống cái loại thứ ba, thì đây làm sao, thường là gì, nó bọng nước nó rất là sâu nhá. Đây các em nhìn thấy không, cái lúc này thì làm sao, cái trên này là một loại là chống, chỉ chống cái phía trên thôi, là cũng là cái phía gút để thông thường, hoặc là gì một loại nữa là nó chống gì, chống cả hai, thì nó làm sao cả gì niêm mạc và vùng niêm mạc lại không, nó lại bị tổn thương. Đấy, bây giờ tôi nói thẩm định các em trong sách thì các em sẽ đọc, nhưng tôi nói để hiểu hơn một chút nữa này, là bevacizumab người ta chia làm hai loại, một loại là nông, một loại là sâu. Nhưng cứ nói cứ nhớ một cái là nông, nông thì bao giờ mình nghĩ là người vạch đá rồi, hoặc là da mỡ. Sâu là bevacizumab thông thường, hoặc bevacizumab sùi nhé. Đấy là hai cái mà các em nhớ trong bản nhạc các em còn nói đến rồi. Nhưng tân giải thích tại sao có nông có sâu như thế. Nông tức là gì, là cơ thể của chúng ta sinh ra kháng thể chống lại gì, chống lại cái cầu nối loại một đấy. Còn sâu là gì, là cả hai loại nhé, hoặc là gì, hoặc là loại ba, tức là nó có sâu thì nó có hai loại như thế. Thế thì với cái hình thái như này thì các em có thể không cần phải đọc, cho các em có thể đọc sách, có thể tưởng tượng ra. Thế cái nông thì làm sao, bọng nước làm sao, nó nhăn nheo đúng không, tại vì nông thì nó làm sao, trên đấy là tế bào sừng, tế bào hạt làm sao, cái mức độ liên kết của nó thì kém hơn rất là nhiều so với gì, lớp gai và lớp đáy đúng không. Lớp gai lớp đáy thì làm sao, cái gọi là cái diện tích bề mặt của nó rất là lớn, cầu nối lớn, nó lớn hơn nhiều, số lượng cầu nối nó cũng lớn hơn, nên làm sao cái mức độ nó liên kết với nhau là lớn. Thế còn ở trong cái gì, trong cái loại nông ấy thì cái bọc nước làm sao, nó rất là nông, các em nhìn thấy là bọc nước nhăn nheo dễ vỡ, đấy chính là bệnh kiểu hình bệnh bevacizumab dạng gì, dạng vảy lá. Hoặc là bevacizumab thông thường thì nó cũng là nông, nhưng làm sao hình thành bọc nước to hơn. Tại sao là cái bệnh bevacizumab nông thì nó lại dễ vỡ, là vì sao, vì cái cầu nối làm sao nó lỏng lẻo hơn, nên khi mà hình thành bọc nước thôi, khi nó chưa hình thành bọc nước thì nó đã sao, đã vỡ ra mất rồi, nó bay hơi nước rồi, nó chỉ còn lại những cái lá thôi. Đôi khi người ta đến với chúng ta là chỉ hình thành là gì, cái một cái lớp da mỏng ở phía trên thôi, còn không thấy bọc nước. Còn bevacizumab vulgaris ấy thì làm sao, chúng ta nhìn thấy cái bọc nước vẫn rất là, cũng là nhăn nheo, nhưng làm sao nó tưởng nó to. Chính vì vậy khi mà cơ thể chúng ta mất nước như thế thì bevacizumab thông thường thì làm sao ảnh hưởng đến toàn trạng nhiều hơn là bevacizumab nông. Các em có hiểu ý như vậy là tôi nói với các em không? Tức là sao, là bevacizumab vulgaris, tức là bevacizumab thông thường ấy, thì làm sao cái vùng diện tích nó thường nó lớn hơn là một. Cái thứ hai là gì, lượng nước mà nó mất đi thì làm sao cũng lớn hơn, nên gây ra cho chúng ta hai nguy cơ là gì. Thứ nhất là gây rối loạn nước và điện giải, thứ hai là gì, cái bọng nước đấy là nguy cơ nhiễm trùng cao. Còn trong cái bevacizumab mà gì nông ấy thì vì sao, vì nó chỉ là phía trên, nó ngay phía trên thôi, cái lượng nước dịch mất đi rất là ít, và gì nữa, và nó tổn thương của nó làm sao, nó có thể là đóng vải khô ngay được, nên làm sao cái nguy cơ nhiễm trùng nó thì nó thấp hơn. Nên cái này thì các em tập về nhà hoặc là muốn các em đọc, em sẽ thấy là nó sẽ em sẽ dễ tưởng tượng ra hơn. Tại vì tôi không có nhiều thời gian với các em lắm, tôi chỉ xin phép chỉ nói là đặc điểm là như thế. Một cái đặc điểm nữa là gì, các em đọc trong cái bài máy cứu đấy thì nó có một cái là gì, bọng nước của nó có một cái xét nghiệm là gì, tế bào gì, tế bào tờ răng ấy, đúng không? Em cứ xem đi rồi thì các em về nhà các em đọc thì sẽ dễ hiểu hơn. Thì tại sao lại có tế bào tờ răng? Tế bào tờ răng chính là tế bào gai nhé. Chính là cái tế bào này, chính là những cái tế bào này, nó làm sao nó đứt cầu nối,
Thế thì khi đất cầu nối thì làm sao? Cái màng tế bào của nó sao? Bị tổn thương. Thế thì khi màng tế bào nó tổn thương thì làm sao? Nước từ ngoài tế bào nó tràn vào tế bào, nó làm cái tế bào gai sao? Nó căng phồng lên. Thì khi nó căng lên như thế thì nước nó lại đẩy cái gì? Cái nhân vật một phía lên. Mình sẽ xét nghiệm cái tế bào ấy, mình tìm trong họng nước, mình thấy cái tế bào làm sao? Nó căng tròn nhân đẩy vào một phía thì đấy gọi là tế bào cơ răng, cái tế bào gai nhân lệch hình của đất của nó, à đất đất của nó và nhân lệch hình. Em có thấy trong 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 tài liệu nói như thế đấy không? Các em hiểu không? Các em phải hiểu được tại sao tế bào răng là tế bào gì nhé. Các em nhìn trên hình ảnh này cho nó dễ dễ mô tả, dễ nhớ. Chính là những cái tế bào này đây, nó lơ lửng trong cái bọng nước này, nó không còn cũng nguyên vẹn nữa. Vì sao? Vì cái đứt cầu nối chính là gì? Nó đứt, nó cái màng tế bào của nó xong bị tổn thương thì nước còn nó mới vào. Các em có hiểu như thế này tôi nói không ạ? Các em tưởng tượng được chưa ạ? Dạ. Đây này, các em nhớ nhé. Nhìn này bình thường làm sao? Nó hình trụ như này, nhưng khi mà đứt ra thì làm sao? Hình nó không còn là hình trụ nữa, bắt đầu sao? Nước nó vào tế bào nó gây căng ra, nó có thể biến thành hình gì? Hình đa giác hoặc là gì? Thành hình tròn, đúng không? Mình cứ nhìn thấy một cái tế bào là nó to trong cái khi mà mình xét nghiệm bọng nước này, mình soi thấy những cái tế bào nó to mà nhân nó lệch hình ra một phía thì đấy là gì? Tế bào răng dương tính. Tế bào răng dương tính nghĩa là gì? Đây là bệnh da bọc nước ở trên mình, trên thượng bì, đúng không nào? Tại vì chỉ có thượng bì mới có tế bào gì? Tế bào gai này, đúng không? Đúng không nào? Chứ còn ở dưới trung bì làm gì có? Thì mình lại phân biệt giữa một số bệnh da bọc nước ở gì? Ở trung bì nhé. Thế mà ở thượng bì như này mà một tổn thương là gì? Là những cái bọc nước làm sao nhăn nheo dễ vỡ. Và có một cái đặc điểm nữa mà rất ít khi mọi người các thầy lâm sàng hay nhắc nhưng những người khác ít khi để ý là gì? Cái mùi bệnh nhân PMQ thì có một cái mùi rất là gì? Đặc biệt người ta gọi là mùi gì? Mùi cốc chết, đúng không? Khi các em đi lâm sàng các em sẽ thấy rằng là ở trong bệnh viện Gia Liễu sẽ phân cho bệnh nhân PMQ ở một hai cái phòng. Ở phòng đấy là gọi là phòng gì? Phòng cuối gió chứ không phải là phòng vì sao? Vì đánh mùi cho các phòng khác thì là sẽ xếp vào một bệnh nhân vào cái phòng đấy, và phòng đấy là những phòng gì tương đối sạch sẽ để làm sao để phòng nhiễm khuẩn cho bệnh nhân, tại vì cái môi trường dịch này là môi trường làm sao rất thuận lợi cho con vi khuẩn phát triển. Các em hiểu cái cốt lõi của cái bài PMQ là gì? Các em hiểu được cái vấn đề đấy thì các em tất cả các hình thái lâm sàng các em cần mô tả được. Tại sao nó là gì? Bọc nước nhăn nheo, tại sao nó dễ vỡ? Tại sao là chỉ một số tổn thương là lại có niêm mạc? Tại sao nó không có thể? Vì sao? Vì cái bạn liệu ở niêm mạc thì làm sao? Ở niêm mạc thì nó cái gọi là hemoglobin này, cái loại mà số 3 này thì nó nhiều, còn cái loại số 1 nó rất ít, nên đâm ra là sao? Có một số gì? Một số bệnh nhân là sao người ta chỉ là sao trong tổn thương niêm mạc thôi, hoặc là tổn thương đơn thuần thôi, hoặc là gì người ta phối hợp cả gì cả niêm mạc cả da. Vì sao người ta nói là về PMQ thì thông thường người ta bao giờ người ta nhắc đến niêm mạc, còn cái loại mà PMQ phải đá hoặc là thể nông là ít khi người ta nói niêm mạc, vì nó rất ít khi nó tổn thương, nó không phải là không có mà nó ít khi có. Nhưng trong quân PMQ thể thông thường thì bao giờ cũng phải gần như là có cái tổn thương, gần như là có bệnh niêm mạc. Vì em nhìn thấy không, cả hai dạng thì là sao nó đều đánh vào cái tế bào cái tức là cái cầu nối dạng 3 này nhé. Thì khi mà em về tổng thì em sẽ thấy là tại sao là bọc nước là như thế, tại sao làm sao bệnh nhân PMQ thể thông thường lại có rối loạn, tức là thể trạng bị ảnh hưởng nhiều hơn là thể nông. Vì sao? Vì nó mất nước nhiều hơn, là nguy cơ nhiễm trùng nhiều hơn, đúng không ạ? Và cái chăm sóc của họ thì làm sao phải cần làm gì? Nằm giường cuộn tan những trường hợp tan, đúng không? Nằm giường cuộn tan để gì? Chống nhiễm khuẩn và để gì? Nó làm cho da bệnh nhân nó khô. Các em vì hôm nay là một cái mà thực ra là tôi xin lỗi với các em là em sẽ không biết được của mình học những bài gì nên em sẽ không đọc trước rồi. Thường là với tôi thôi mà trước khi giảng mong các em đọc qua một lần thì các em sẽ cần hiểu cái cơ chế thì các em sẽ rất dễ nhớ bài này. Có hình ảnh lâm sàng thì tôi có thể xem hình ảnh lâm sàng. Bây giờ sẽ mời các em xem hình ảnh lâm sàng. Các em nhìn thấy không? Đây tổn thương đây là gì ạ? Đây là gọi là PMQ thể thông thường nhé, PMQ vulgaris.
thì đấy là nhìn thấy bọng nước này, những tổn thương đấy trong cả trong niêm mạc và ngoài da như này. Các em nhìn thấy bọng nước trong như này nhưng nó không phải là căng đâu. Các em nhìn thấy cái lớp da trên nhăn ở phía trên đấy không? Đấy là cái bọng nước làm sao? Nó không căng, mặc dù nó rất là nhiều nước dịch nước nhưng làm sao? Nó cảm giác nó cứ nhẹ mềm mềm, cũng động vào là nó có cái da. Thế thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp một cái triệu chứng khác mà trong cá nốt sàn và bệnh da bọng nước các em phải làm là gì? Em đọc những dấu hiệu gì? Đúng rồi, dấu hiệu Mikulski. Dấu hiệu Mikulski là dấu hiệu gì? Là dấu hiệu là nó khẳng định rằng là gì? Có sự đứt cầu nối giữa gì? Giữa các tế bào và thượng vị. Người ta làm bằng cách nào? Tức là cái bọng nước, người ta chọn cái bọng nước tươi như này, người ta ấn vào đây. Thế thì khi ấn vào đây làm sao? Vô hình chung chúng ta tạo một cái áp lực đúng không? Vào cái vùng xung quanh. Thế khi mà cái bọng nước làm sao? Nó lan ra xung quanh thì đấy là gì? Mikulski dương tính. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là gì? Là người ta sẽ làm thì người ta miết cái vùng cạnh gì? Cạnh cái bọng nước này từ 1 đến 1,5 hoặc là 2 cm. Người ta miết đi miết lại vài lần. Thế thì theo dõi sau một vài giờ hoặc là sau một ngày thì làm sao? Xuất hiện cái bọng nước cái vùng da lên trần đi. Thì đấy cũng là gì? Biểu hiện cái cơn dương tính. Cái cách thứ ba mà ít làm hơn nhưng mà vì sao? Vì nó trông rất thô bạo là gì? Người ta bóp cái bọng nước lên, người ta nhấc lên. Thế thì khi mà nhấc lên thì làm sao? Cái vùng da xung quanh người ta cũng bị kéo theo. Cách làm này chúng ta không làm vì sao? Vì nó rất là đau. Tại sao là bọng nước ở thực vì gây ra đau rát? Nhiều em biết không? Đầu dây thần kinh. Đúng rồi, nó vì nó làm sao? Nó cắt qua đầu thần kinh lên. Những cái trường hợp bệnh nhân này có biểu hiện cơ năng là gì? Đau rát nhiều. Đấy là một cái các em có thể mô tả ở trong rồi. Trong lâm sàng, còn là BP, nếu các em là chỉ biết. Còn bây giờ các em đi trắc nghiệm rồi thì em chỉ hiểu được như thế, các em sẽ biết được tại sao như vậy. Các em hiểu rõ, tôi đang giải thích cho các em về tại sao là bọng nước là của các bệnh này nó nhăn nhau, dễ vỡ. Tại sao có dấu hiệu thì Mikulski tại sao là làm thế bào da cũng tương tính là vì vậy. Các em hiểu rõ, sẽ tiếp hiểu được sai. Đây là một cái bệnh gì ạ? Bệnh nhân gây virus thể thông thường. Thể thông thường này các em nhìn thấy làm sao? Diện tích tổn thương rất là lớn như này. Nó không phải là nhỏ, nhưng vừa rồi lần nhỏ vừa rồi là lúc bắt đầu thôi. Còn khi nó bị bệnh thì làm sao? Tất cả chỗ nào bị trên da thì đều có thể bị bệnh đúng không? Nên về nguyên tắc là chỗ nào người ta có thể bị bệnh. Đây là diện tích làm sao? Em thấy rất là lớn. Một cái diện tích lớn như này mà làm sao? Bị hở như này làm sao? Mất nước vậy, đúng không? Gây ra rối loạn điện giải, nguy cơ là sao? Nhiễm trùng, đúng rồi. Đây là môi trường rất thuận lợi. Vì thế chủ yếu là gì? Dịch huyết tương, dịch huyết thay của chúng ta thôi. Rất nhiều dinh dưỡng vào đấy thì nguy cơ là chúng ta nhiễm khuẩn vào ngoài da. Em ở đây, các em nhìn thấy là rõ là nó có một cái rất là rõ. Các em nhìn thấy này, vùng bả vai này, vùng mông này bị là tại sao như vậy? Đúng rồi, là vùng tì đè. Nó đây chính là dấu hiệu gì? Mikulski đúng không? Nó là một dạng dấu hiệu Mikulski tự nhiên, tức là vùng tì đè làm sao? Cứ suốt ngày nằm chúng ta dựa lưng vào hoặc là vùng mông chúng ta tì vào thì làm sao? Thì vùng đấy là hay bị tổn thương. Đấy là chính là hay tại sao lại tiết lên vùng tì đè hay bị. Còn đây gọi là gì? Đây gọi là hay bị sùi. Cái này thì có lẽ các em cần biết thôi. Một ảnh. Đây còn cái mà tôi vừa nói với các em đây là gì? Đúng rồi, một loài em mà rất là đúng lên Facebook. Nông tức là các em nhìn thấy không? Chúng ta không nhìn thấy bọng nước nữa. Chúng ta chỉ nhìn thấy đây, những cái rát đỏ này trên có những vảy da mỏng thôi. Thì như thế này thì làm sao? Không có dịch để làm sao? Để có thể vi khuẩn có thể phát triển được. Vì nó ngay trên nông nó khô như này rồi. Hoặc là gì? Lượng nước nó vẫn rất là ít nên làm sao? Về toàn thân làm sao? Ít bị ảnh hưởng. Đây là hình ảnh mô bệnh học, đúng không? Mô bệnh học các em nhìn thấy không? Đây là toàn bộ lớp gì? Lớp đáy đúng không? Và trên này chính là gì? Bọng nước, các em thấy bọng nước nó là gì? Nằm ở giữa lớp đáy. Đây chính là men virus của gì? Sâu, đúng rồi. Các em cứ nhớ rằng là men virus sâu là gì? Ngay trên trên lớp đáy. Còn nếu mà người ta nhìn thấy là gì? Trên lớp đáy có một hai hạt tế bào và gì? Nó sát với cả trên thượng vị này. Thì bác sĩ nhận thấy là gì? Men virus nâu, nhé. Đây, em nhìn rõ không? Làm sao? Cái lớp đáy đây, lớp gai đây đúng không?
nó chỉ nằm giữa lớp hạt và lớp gì sừng thôi. Nên cái mức độ các em nhìn thấy ngay cả trên gì trên mô bệnh học là ta cộng nước rất là ít, đúng không? Nó không như là như cái vừa rồi chúng ta nhìn. Em nhìn rõ không? Đây là hình ảnh gì? Đây là cũng là hình ảnh của Vesicut đông, nhưng làm sao? Nó gọi là phát mổ nhé. Rất nhiều tế bào viêm. Còn đây là gì? Em trong sách tổng sách thì các em sẽ tôi khuyên các em là khi các em ngồi lại tổng một lúc thôi, trong 10 phút các em tổng kết cái bài đấy, các em sẽ tưởng tượng ra điều tôi nói. Đây chính là gì? Đây là người ta nhuộm gì? Nhuộm hình quang đúng không? Màu xanh là màu hình quang. Thế thì nhuộm người ta nhuộm bằng cách nào? Người ta phải tạo ra một cái gì? Kháng thể, đúng rồi, kháng thể chống lại cái gì? Cái cầu nối này. Trên cái kháng thể đấy người ta gắn cái hình quang vào đấy. Thế thì khi mà kháng thể mà gì gắn với kháng nguyên, tức là kháng nguyên đây là gì, là các cầu nối, đúng rồi, thì cái kháng thể nó phát ra thế để động lại. Thế những cái nào động lại thì đây chính là sao, em nhìn thấy không, tức là xung quanh những cái gì tế bào, cái phần mà thậm thậm màu này, thế là chính là tế bào. Còn xung quanh là gì, màng tế bào thì động lại gì? Rất nhiều cái gì, cái kháng thể, cái chứng tỏ đây gì, đây là một bệnh miễn, đúng không nào? Và cái tự miễn đấy là gì, chống lại giữa gì cầu nối của cái gì giữa hai cái màng tế bào với nhau. Em hiểu cho em đấy. Tôi nói qua về cái tôi không làm về xét nghiệm, nhưng tôi nói qua tại sao lại kháng thể vào đây, thế còn những cái kháng thể khác không? Trong quá trình người ta nhuộm này thì chỗ nào có kháng nguyên thì kháng thể mới bám vào, đúng không? Chỗ nào không có kháng nguyên thì sao? Thì người ta phải rửa đi thì cái kháng thể mà nó gọi là lưu thông trong dung dịch ấy, nó không có kháng nguyên bám vào thì sao? Nó trôi ra thì chúng ta chỉ nhìn được cái gì? Cái hình quang bám vào ở những chỗ nào thì có kháng nguyên thôi. Nên vì chính vì vậy các em chỉ nhìn thấy làm sao? Chỗ nào có phức hợp kháng nguyên kháng thể thì nhìn được, cái kháng thể mà nó dư ra ấy, thì chúng ta đã rửa đi mất rồi, nó không bám lại nữa, nên chúng ta nhìn thấy được cái kháng thể và các em nhìn thấy là đây là có hai cái, một cái là kháng thể trực tiếp này, IgG này, nên trong bài các em nhìn thấy là gì, lắng động IgG, đúng không? Trong bài thì các em cũng nói đến nhé. Và chú ý rằng là cái nhuộm, khi mà nhuộm lên thì chủ yếu là vùng gì, vùng xung quanh tế bào, bề mặt tế bào. Còn cái này là gì, cái này là cái mà gián tiếp, thì các em chỉ nhớ là như thế thôi. Còn một cái nữa là gì, một cái mà do gọi là phản ứng enzyme, tức là người ta tìm trong gì, tìm kháng thể trong máu qua phương pháp là enzyme, cái này để các em biết thế thôi, chính là phản ứng ELISA nhé. Người ta tìm phản ứng ELISA chính là chúng ta mục đích chúng ta gì, dùng kháng nguyên để tìm gì, kháng thể lưu hành trong máu, nếu có kháng thể lưu hành trong máu chứng tỏ người ta sinh ra kháng thể chống lại cái bệnh đấy. Các em hiểu không ạ? Dùng cái kháng nguyên để tìm ra kháng thể là gì? Và đấy là gián tiếp. Còn gì? Tìm trực tiếp là gì? Lấy kháng thể tìm trực tiếp đặt những vị trí đấy có kháng nguyên hay không. Còn về điều trị thì đây là một bệnh gì? Tự miễn. Thế chúng ta cái phương pháp đầu tiên chúng ta chọn là làm gần như làm nó sạch. Các em cứ mở tượng ra cái phương pháp này không? Các em có hiểu được cơ chế của nó và cái nội dung và bài giảng không? Nó chỉ gói gọn trong cái phần đấy là các em học, các em chỉ nhớ thêm thôi. Chứ còn nội dung của nó chỉ là như vậy, là chỉ lấy thứ thôi. Và trong điều trị làm sao? Trong điều trị chúng ta biết hai nguyên tắc là gì? Thứ nhất đây là bệnh tự miễn thì chúng ta dùng gì? Dùng thuốc ức chế miễn dịch, đúng không? Ức chế miễn dịch chỉ có corticoid, có thể azathioprine, có các thuốc ức chế miễn dịch nhất, cyclosporin. Tức là cái đấy các em phải nêu ra mới biết được, đấy là dùng thuốc ức chế miễn dịch, đúng không? Cái thứ hai đó là gì? Điều trị thì cái gọi là cái phòng thứ hai chính là cái gì? Cái nhiễm khuẩn, đúng không? Thì cái tại nhiễm khuẩn thì chúng ta có hai cách phòng ngừa, là tại chỗ chúng ta phải mua cái gì? Cái này thì tôi nói là hơi lạm dụng với bài thuốc tôi, nhưng tôi chỉ nói là trong bệnh da liễu ấy, bác sĩ nào mà không khám ấy và kê đơn được thì tôi nghĩ là tôi phải gọi bằng cụ chứ không phải bằng sư phụ nữa. Vì sao? Vì cùng là một bệnh nhé, những giai đoạn bệnh khác nhau thì bôi các loại thuốc khác nhau, có loại thì bôi cho tổn thương ướt được, có loại bôi cho tổn thương để khô, có loại chỉ bôi để giai đoạn cấp, có loại bôi giai đoạn hoàn cấp, hoặc có loại chỉ bôi giai đoạn mãn tính thôi.
nên khi khám da liễu phải chúng ta phải biết được tổn thương đấy là dạng gì. Thế thì đây các anh nhìn thấy là bệnh đó là dạng gì ạ? Nước đúng không? Thế thì tại sao là khi mà dạng nước thì chúng ta phải bôi nước? Vì nước thì nó mới hòa tan trong nước, còn nếu mà chúng ta bôi mỡ kháng sinh ở đây thì sao? Nó trừ cường đi rồi, nó không có tác dụng gì phòng kháng khuẩn nữa, nên khi mà chúng ta bị mặc nước vào cái vết trần này, chúng ta phải bôi được dung dịch màu, đúng không? Dung dịch màu thì nó bị sao? Nó bị ngấm vào nước rồi thì nó bị làm sao? Nó bị dung kháng khuẩn, ngăn chặn vi khuẩn phát triển được. Các em hiểu không ạ? Hiểu tao không đấy? Bạn này có câu hỏi rất hay. Tôi đang định nói tiếp là sao? Trong bệnh phim hút thì là ngoài cái công tác chống nhiễm khuẩn này, chúng ta phải làm gì nữa? Phải làm khô tổn thương, đúng không? Thế thì vừa có tác dụng khô tổn thương mà vừa có tác dụng kháng khuẩn chính là gì? Bệnh cho bệnh nhân làm dầm bồn tan nó hút làm sao? Hút nước. Cái thứ hai nó là gì? Nó có tác dụng kháng khuẩn nữa nhé. Nên làm cho cái thứ ba nữa, một cái mà rất mọi người rất hay là ý là cái gì đó? Khi mà bệnh nhân trở mình thì làm sao? Cái da của bệnh nhân không bị dính vào giường, không dính vào quần áo, nên khi mà thay quần áo hoặc bồn tan găng chúng ta thì phải làm sao? Đau rát. Chứ nếu mà chúng ta chỉ bôi những một số cái chất khác hoặc những chúng ta mặc quần áo bệnh nhân vào thì sao? Nó dính vào da của chúng ta, người ta cởi áo ra như người luộc, người ta luộc da người ta ra, rất là đau đớn. Nên nằm giường bồn tan thì giải quyết chúng ta ba cái vấn đề quan trọng là khô tổn thương, nhiễm khuẩn và làm sao giảm đau cho bệnh nhân. Em hiểu không nào? Cái nữa là gì? Bệnh chốc là một bệnh nhiễm khuẩn.
nên làm sao khi cái mủ đấy nó vỡ ra thì nó tạo thành một cái vảy tiết, mà người ta mô tả là vảy tiết giống gì, màu nâu giống màu mật ong đúng không? Thì cái cứ khám một cái bệnh nhân nào mà có cái vảy tiết màu nâu mà nhưng màu mật ong, màu vàng màu ong thì chúng ta phải biết bệnh chốc. Thì hiện bệnh chốc thì nó có rất là nhiều, cho các em xem ngay. Thế thì ở trong bệnh chốc này thì chúng ta sẽ có xét nghiệm của tế bào cơ răng không? Rất hiếm khi đúng không? Rất hiếm khi vì sao? Vì nó ở phía trên cao chứ nó không phải ở lớp hạt đúng không? Bên những bức thông thường thì nó có lớp hạt đúng không nào? Cái đặc điểm nữa của bệnh này là gì? Là nó có vảy, nên khi điều trị làm sao? Chúng ta ngoài cái điều trị lúc nó ướt, lúc nó là bọng nước thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải dùng dung dịch màu đúng không? Hoặc là chúng ta dùng gel, vì gel chúng ta trong nước nên chúng ta có thể dùng gel được, gel kháng sinh hoặc là dung dịch màu để bôi. Còn khi nó có vảy rồi thì chúng ta lại không thể dùng dung dịch màu nữa, tại vì cái vảy làm sao cái gel hoặc là cái nó không thể ngấm vào trong được, nên chúng ta phải dùng cái gì? Lúc đấy chúng ta phải dùng thuốc mỡ. Thuốc mỡ có hai tác dụng là gì? Thứ nhất là khi mà chúng ta bôi thuốc mỡ lên cái vảy đấy thì vô hình chung chúng ta làm sao, khi mà chúng ta úp cái tờ bóng vào cái vảy đấy làm cho gì, nó hút hơi vào cái vảy đấy, nó tự nó gì, nó ẩm và nó tự bong ra. Cái thứ hai, cái mỡ thì nó có thể ngấm sâu hơn được nữa, sâu hơn nên làm sao nó kháng khuẩn tốt hơn, và khi chúng ta bôi thuốc mỡ vào cái vảy đấy thì làm sao cái vảy nó tự có thể bong ra được, và nó vừa bắt tác dụng kháng khuẩn vừa bong vảy, làm cho cái tổn thương nó sạch hơn. Các em hiểu chỗ này tôi nói không? Khi là các em học bài thuốc bôi nữa thì sẽ được rõ hơn nữa. Và thuốc bôi thì nó đọc đúng không? Nhiều bài thuốc đọc quá đúng không? Thì các em phải hiểu là như thế, tại sao bôi thuốc mỡ kháng sinh, khi nào bôi thuốc mỡ kháng sinh là khi có vảy chúng ta phải bôi mỡ kháng sinh lên. Còn nếu mà gì, nó là bọng mủ hoặc là gì, những cái vết trầm nó vỡ ra rồi thì chúng ta gì, bôi thuốc diệt màu hoặc là gel kháng khuẩn nhé. Cái mảng da đây này nó rất là mỏng như thế này thôi, nó một cái bọng nước rất là nhỏ,
nhưng không biết thì bôi thuốc mỡ vào, thuốc mỡ nó có ngấm thì nó có tác dụng gì đâu. Tức là nó làm sao, nó cứ dính nhoe nhoét ra xong là làm sao. Cái này nó có một cái nữa là gì, cái vùng xung quanh của cái bọng nước này, mặc dù một số trường hợp mình làm Nikon Skin dương tính, không phải lúc nào cũng dương tính, nhưng nó vẫn dương tính. Vì sao? Vì xung quanh đấy nó cũng có những cái ngoại độc tố và nó có thể gây dương tính. Nên khi bôi thuốc mỡ làm sao, cứ vậy, cứ bóc cái gạc, lại tắt cái gạc lên nữa, thế là cứ dính, bóc ra thì làm sao, từ một cái nhỏ nhỏ như thế này, tuét tuét ra như này, đúng không? Em nhìn thấy không? Thế thì các em nhìn thấy này, đây chính là những cái mảng da này, lúc đầu này nó chỉ là một cái bọc mủ thôi, theo như mô tả lúc đầu nó trong, xong đấy xong một ngày nó quá mủ. Cái nữa là gì, các em nhìn thấy không, bóc ra thì đây là tổn thương của nó làm sao, nó rất là gì, nông, đúng không, nó rất là nông. Nông như thế này thì làm sao, sẽ xem được cái hình ảnh đó là như các em nhìn thấy đây, đây chính là cái gì, lúc đầu cái mủ đây nó đóng vảy tiết màu vàng nâu như thế này. Các em sẽ được xem một số hình ảnh khác. Nên khi mà làm sao chúng tôi cho điều trị thì bệnh nhân cháu bé đấy làm sao? Đây mà đi nhậu với nhau này. Đây, tổn thương nó khỏi đấy, tôi cho bôi thuốc, tôi nhắn tin về cho bôi thuốc để dùng đấy, các em nhìn thấy không? Là hoàn toàn làm sao? Nên cái bê phí bút và thì chốc lại làm sao? Khỏi không để lại sẹo, nhớ nhá. Trừ khi nó nhiễm trùng, nó nhiễm sâu hơn, nó còn chốc lét thì mới là sẹo, còn đâu làm sao? Tổn thương nó lành, nó sẽ để được như thế này. Em rõ không? Đấy là cái hình ảnh tổn thương để cho các em tôi lấy như thế để các em nhớ rằng là gì, hai cái bệnh tôi vừa nói với các em ấy thì là sao, nó không để lại sẹo, nó không như bệnh gì sâu bọng nước ở trung bì khi nó khỏi nó mới để lại cái sẹo, đúng không? Và cái này không để lại sẹo. Xem tôi tìm cái hình ảnh khác không nhận được nhất để có bất công. Bên này là vẫn là trong này. Đây là bệnh nhân làm sao tắp thuốc lá ở nhà rồi, em nhìn nó cũng rõ rồi, nhưng đây chính là một bọng nước này đang hóa mủ, tức là một nửa bên này nó đang hóa mủ rồi, bên này là không còn trong. Cái bọng nước này rất là nông và nó chỉ là hoàn toàn là gì, trên thượng bì thôi nhé. Cái phim khỏi là trông như này thôi, nếu mà chăm sóc tốt, điều trị ổn, dùng thuốc kháng sinh thì làm sao bệnh nhân có thể ổn hoàn toàn. Thế về điều trị chốc là gì, đầu tiên là phải dây vật thực phẩm, chúng ta phải dùng kháng sinh rồi. Cái thứ hai là gì, là nó bị như thế thì chắc là từ trẻ con nó rất là sao, rất là ngứa, đau thấy mà nó ngứa, chúng ta có thể cho các vitamin. Bệnh chốc là một cái đặc điểm rất là gì, người ta nói là bệnh tự lây. Và tự lây tại sao lại tự lây, đứa trẻ đấy làm sao, nó chơi với nước đá, nó gãi vào đâu hoặc là nó sờ tổn thương, nó gãi vào đâu thì cũng đấy là người có thể bị bệnh. Cái thứ hai đấy là tự lây. Và cái thứ hai là gì, trong nhà trẻ cùng môi trường ẩm thấp, điều kiện không tốt thì làm sao, nó rất dễ nhiễm khuẩn, những đứa trẻ khác cũng có thể nhiễm khuẩn. Đến khi trẻ chấp thì chúng tôi vẫn khuyên là sao, giữ ở nhà nhé, giữ ở nhà chứ không cho trẻ đến trường, có thể lây cho trẻ khác, giữ gì vệ sinh là sạch sẽ thì bệnh nó sẽ khỏi trong 7-10 ngày. Một cái nữa là gì, điểm này rất quan trọng cho các em học thực ra sau này các em phải nhớ, bệnh chấp là bệnh do nhiễm khuẩn, đúng không? Trong đấy cái liên cầu rất là quan trọng, cái liên cầu làm sao nó có thể tấn công vào gì, khớp và gì, thận và tim, đúng không? Nên sau khi mà bệnh khỏi, bao giờ tận bệnh nhân là gì, mẹ bệnh nhân ấy theo dõi những đứa trẻ đấy là xem là gì, tự nhiên là về nhà cho dõi đứa trẻ nước tiểu, nếu may xong một phần nó không đi tiểu được thì đấy là tình trạng phải suy thận cấp. Nếu đến sớm thì làm sao, chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được. Cái đấy là cái phải tư vấn sau khi điều trị. Còn bệnh thận cấp thì chúng ta tư vấn là gì, chúng ta tư vấn là sao để người ta lạc quan hơn, chứ đừng nói một câu là đùa một cái là bệnh này cũng chữa khỏi đâu, mà nặng lắm đấy thì không được, đúng không? Chúng ta phải giải thích là tại sao bệnh này là bệnh gì này, chúng ta phải chung sống một sống nóng đời. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta khi bệnh chúng ta phải dùng thuốc bác sĩ, không được tự ý bỏ thuốc, không được tự ý dùng thuốc, không được tự ý lắp các loại thuốc đây, đúng không? Thế là cái cách tư vấn mà trong cái phần mà khi hỏi vấn đáp lâm sàng là các em cũng phải biết được để mà tư vấn cho bệnh nhân. Đấy là toàn bộ cái bài của tôi, có thể là với các em nó hơi lộn xộn một chút nhưng tôi chỉ nhấn mạnh các em một phần mà các em cần biết thôi, cứ lộn xộn quá. Các em có hiểu không ạ? Nghe có vẻ vấn đề thì có nhiều không?